drama tình ái trong showbiz thì nhiều vô kể, nhưng nổi lên gần đây nhất là chuyện ba người của Diệp Lâm Anh và ông xã cùng người mẫu Quỳnh Thư. Giờ này vẫn vậy, dù thực hư chưa rõ ra sao, nhưng người bị đặt trong vòng nghi vấn là Tiểu Tam thì ít nhiều vẫn phải hứng chịu sự chỉ trích và ánh mắt khó coi từ dư luận. Trong tam giác tình yêu này, Quỳnh Thư chính là nhân vật bị gắn mác trà xanh. Từ khi sự việc nổ ra cho đến hiện tại, Quỳnh Thư chưa một lần lên tiếng làm rõ mọi chuyện, chỉ đăng những dòng trạng thái bóng gió. Tuy nhiên, cô cũng có động thái tự bảo vệ mình để tránh phiền phức khi chặn comment dưới bài đăng trên Facebook, hạn chế bình luận trên Instagram. Mới đây, nữ người mẫu sinh năm 1989 lại khiến netizen hoang mang khi có chia sẻ đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Cô viết, có những trận đấu không phải vì sợ hay không phải vì không thể thắng, mà là vì tôn trọng cảm xúc của người bên cạnh chọn im lặng để bản thân chịu nhận sự thiệt thòi. Có những người ném đá giấu tay, đổi trắng thay đen hay dựng lên một vở kịch bi thương để lấy lòng thương hại, đó càng nói lên là hành động của kẻ thua cuộc. Thật ra trong cuộc sống có những lúc mạnh hay yếu hơn không quan trọng, quan trọng là phải cao thượng hơn. Trạng thái của Quỳnh Thư thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Dù không trực tiếp nhắc đến một sự việc cụ thể, nhưng người đọc đều dễ dàng liên tưởng tới lùm xùm tình cảm mà cô vướng vào gần đây. Liệu có phải Quỳnh Thư đang chịu thiệt thòi, chọn cách im lặng vì tôn trọng cảm xúc của người bên cạnh? Ai là người ném đá giấu tay, đổi trắng thay đen, dựng lên một vở kịch bi thương để lấy lòng thương hại? Quỳnh Thư vướng vào scandal tình cảm từ 2 tuần trước. Cô bị ống kính người qua đường bắt gặp ngay khoảnh khắc mặc đồ ngủ gợi cảm tiễn chồng Diệp Lâm Anh ra khỏi cửa nhà riêng và hẹn hò riêng tư với nam doanh nhân này trong đêm ngày 20 tháng 10. Đáng nói, trong khi chồng Diệp Lâm Anh cho biết đã ly thân với vợ và đang hoàn tất thủ tục ly hôn, thì nữ diễn viên sinh năm 1989 lại khẳng định điều ngược lại. Cô cho hay vẫn đang sống ở nhà chồng. Mẹ chồng Diệp Lâm Anh cũng lên tiếng bênh bực con dâu, phủ nhận những phát ngôn của con trai trước đó. Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới.